Dạ, thiên nhân Vũ Phương và nhân đường phố TV xin kính chào quý bà con. Hôm nay mình chia sẻ về nội dung sư thầy Thích Tâm Phúc. Thì đi qua đi lại hoài thì mình cũng cảm nhận là sư thầy này cũng rất nóng trên cộng đồng mạng. Vì mấy ngày nay thì có nhiều kênh tuyên bố là thầy đã bị bắt và thầy đã bị mời, thầy làm giấy tờ giả, thầy là nhà sư giả, thầy ăn thịt chó, thầy ăn mặn, thầy ăn lung tung, coi như là thầy đã phạm giới luật của Phật giáo. Nhưng về trong Phật giáo thì chia ra làm có hai môn Phật giáo, thì một bên đó là được ăn mặn và một bên là không được ăn mặn. Nếu vào nhà chùa tu về theo Phật giáo thì một bên đó có một là ăn mặn được. Thì hôm nay thì mình cũng không có hiểu về Phật giáo, thì mình cũng nhận định trên những thông tin mạng loan truyền đến với lại bà con xa gần. Thì mấy ngày nay là mình cũng đã theo dõi những cái kênh như là ở đây, mới đây thì sư thầy Thích Tâm Phúc rất vui vẻ và gặp những YouTuber đi đám tang, nghệ sĩ Xuân Quý, mẹ của Trịnh Trinh, hay là mẹ vợ của Kim Tử Long. Thì cũng rất là ngẫu nhiên khi thấy những cái nội dung mà chia sẻ trên thông tin mạng là rất nhiều YouTube, gặp rất nhiều YouTube, anh chị em cũng phỏng vấn và sư Thích Tâm Phúc cũng có chia sẻ. Thì ông ta cũng rất là vui vẻ trả lời những câu hỏi của các anh chị em hỏi. Thì đi dự một cái đám tang như vậy, thì vừa dự một cái đám tang thì cũng một ngày đó là cũng có nhiều trên thông tin mạng là nói là thầy đã bị bắt, nhưng thực tế thì mình coi lại một cái đoạn video đó thì thầy vẫn ung dung thầy đi dự đám tang, thì không có thể nào là bị bắt được quý vị à, bà con. Thì cái đó là một cái nỗi kiểu như là của cộng đồng mạng, người ta đang đang là coi như là chia sẻ trên thông tin. Thì có vấn đề thì trên YouTube mà. Thì anh em chia sẻ với cho bà con xem và nghe. Thì hôm nay mình cũng nhận định rằng sau một cái cuộc sư thầy Thích Tâm Phúc đi tang lễ, thì tiếp tục lại có một cái đoạn video sư thầy đã đi về nhà, thì tất cả các anh em cũng đón chào vị sư thầy cũng rất vui vẻ về là về chùa của thầy Thích Tâm Phúc. Như vậy thì cũng những cái nỗi quất trong lòng của khán giả đặt vấn đề một câu hỏi, tại sao sư thầy giả, rồi sư thầy bị công an mời và bị công an bắt, rồi sư thầy tuyên truyền những cái thông tin là giả sai phạm với lại Phật giáo. Thì cũng như là sư thầy đi chơi, đi quán bar, sư thầy ăn mặn. Nhưng mà về vấn đề ăn mặn thì mình không nói là bị trong một cái Phật giáo, thì mình nghe những cái sư thầy bậc lão tổ thì người ta cũng có nói là trong Phật giáo thì có hai cái đạo là coi như là một là ăn ăn mặn. Nhưng mà mình không có am hiểu về trong Phật giáo đó. Thì một bên đó là có thể ăn mặn được, và một bên cục Phật giáo nhưng không ăn mặn là vì ăn lạc, ăn chay và ăn chay trường. Rồi còn một bên đó thì thích ăn mặn được, dùng mặn được và cũng không dùng mặn cũng được. Cái đó là về bên một cái như là một cái đạo Phật giáo thì chia ra, dù mình không hiểu ha bà con ha.
thì có thể là bà con sẽ xem nhiều clip về bên Phật giáo, thì bà con nhớ ủng hộ cho mình ha, thì chia sẻ và cũng bình luận cho mình về cái phần đó. Thì coi như trong Phật giáo thì có một cái bên là cái gì nào, gọi là cái gì, nhưng mà mình đã có biết rồi, nhưng mà bây giờ mình tạm thời mình bắt chợt ra là mình không còn nhớ được cái tên đó. Bên Phật giáo thì được quyền ăn mặn, thích ăn mặn nha quý vị ha. Thì hôm nay mình cũng chia sẻ về sư thầy này. Thì về chùa của sư Tâm Phúc thì khi thầy đi xe Grab, mình thấy là một cái đoạn clip mà quay sư thầy đi chiếc Grab về đó. Thì gọi là sư thầy đi Grab về chùa đó. Thì cũng rất đông bà con ở đó, cũng như là tiếp cận với thầy ở gần đó, lân cận với thầy thì cũng ra cũng niềm nở đón chào thầy, hỏi sao lâu quá thầy chưa về đó. Thì thầy trả lời là thầy vẫn đi dự lễ hoặc gì đó, thì thầy mới vừa về tới bà con ha. Thì mình cũng xác định là một cái kênh nào đó thì đưa ra những một cái thông tin trên mạng là gọi là thầy bị bắt, nhưng mà thực tế thì mình đã xem kỹ lại thì không có trùng khớp với nhau lại trên cái vấn đề đó mà còn ha. Thì hôm nay mình thấy như vậy thì mình chia sẻ lên cái đoạn clip này để cho bà con nghe, và mình đã tâm sự với bà con và mong bà con cũng tâm sự cùng mình ha, để khơi lên những vấn đề về của sư thầy Thích Tâm Phúc. Thì mình cảm nhận là sư thầy ăn mặn, ăn thịt hay gì đó vân vân, nhưng mà trong cái tư cách của thầy nói chuyện rất là vui vẻ, rất là hài hòa cùng với bà con. Hoặc là ví dụ như là thầy có làm giả giấy tờ hay là thầy chùa giả gì đó vân vân, mình cũng không tiếp cận được những cái đó, thì mình cũng không biết, mình cũng không có dám khẳng định như vậy. Nhưng mà mình xem thì thấy thầy rất là vui vẻ, là mình đã chịu một cái phần đó rồi mà còn ngoài ra những cái phần gì nữa thì mình không dám chắc và mình cũng không khẳng định được. Thì từ từ mình sẽ tìm hiểu sâu vào sư thầy này, xem sư thầy này coi có thật là giả hay không hay bà con ha. Và mình cũng mời bà con và cộng đồng mạng cũng quan tâm đến vị sư thầy này về Phật giáo, thì cũng cùng mình ha, để tìm hiểu thêm sâu sắc hơn về vị sư thầy này, và gọi là sư thầy Thích Tâm Phúc. Nói chung qua là Đại Đức Thích Tâm Phúc. Và thôi, đoạn clip đến đây mình xin chào tạm biệt ha cả nhà ha. Mình hẹn gặp lại cả nhà những clip tiếp theo để mình cùng cả nhà mình chia sẻ và trao đổi thêm ha, nhiều ha. Và thôi, đến đây đoạn clip của sư thầy Thích Tâm Phúc, mình xin chào tạm biệt. Và mình cũng không quên xin gửi lời đến vị sư thầy Thích Tâm Phúc, chúc thầy luôn luôn vui vẻ và thành đạt trong công việc thầy ha. Khi mà người ta đã nói thầy là giả hay là thầy là gì đó cho mình thì mình không biết, cho nên là mình chỉ biết thầy vui vẻ thì mình cũng nói chung là thầy vui vẻ thôi, chứ mình ngoài ra mình không biết gì. Vậy thôi, mình cũng xin chào thầy và cũng chào luôn bà con, hẹn gặp lại.